Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh lý giải, trong tháng 8 năm 2023, các công ty điện lực đã thay đổi ngày ghi điện về cuối tháng, với hơn 400.000 khách hàng thuộc các phiên ghi điện cũ. Do đó, số ngày sử dụng điện trong tháng 8 của nhóm khách hàng này tăng thêm từ 11 đến 28 ngày. Trong khi đó, tiền điện được tính theo mức bậc thang, số kWh ở mỗi bậc thang được tính tăng thêm tương ứng với số ngày sử dụng tăng thêm nên tiền điện tháng 8 sẽ cao hơn so với tháng trước. Còn nguyên nhân khách quan là trong tháng 8 do nắng nóng hơn nên nhu cầu sử dụng điện cũng tăng